Chào mừng quý vị quay trở lại với chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp với ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty Tôn Đông Á. Xin chào anh Trung trở lại. Thưa anh là có thể nói là bây giờ là ở vị trí này á, thì anh cũng là một người thành đạt trong cái nghĩa nào đó. Dạ, cảm ơn anh. Vâng, nhưng mà anh có bao giờ anh suy nghĩ rằng giữa cái sự thành đạt và cái hạnh phúc á, nó có những cái cự ly không anh? Tôi nghĩ là cái đầu tiên á, là để mọi người gọi rằng là sống mà có hạnh phúc á, có nghĩa rằng là mình phải thể hiện được những cái gì mình mong muốn đối với người xung quanh mình. Đầu tiên mà lúc mà tôi còn nhỏ thì nghĩ rằng là mình với gia đình của mình. Nhưng mà khi mà mình lớn hơn một chút, mình có thể làm được ra nhiều cái của cải vật chất, thì mình nghĩ rằng là những người xung quanh mình đóng góp nhiều hơn thì mình sẽ có hạnh phúc. Mà tôi thấy rõ ràng trong cái thực tế của cuộc sống là nó như vậy. Chính vì cái điều này á, làm cho cái tâm huyết của tôi và tất cả những cái mong muốn của tôi đó là tôi tập trung và tôi xây dựng cái nhà máy. Bởi vì tôi nghĩ rằng là ở đây tôi sẽ tạo ra được công việc làm. Tôi có thể rằng là đóng góp được một phần nhỏ trong cái sự xây dựng và phát triển của đất nước, nhất là nói về vấn đề công nghiệp hóa hay là hiện đại hóa của đất nước. Thưa anh là qua câu chuyện của anh thì tôi thấy là cái anh là người có vẻ cân bằng hơn so với một số cái nhà doanh nghiệp mà thành đạt khác mà tôi có dịp đã gặp. Thì tại vì anh khi nói về gia đình á, rồi cái công việc của anh nó có cái sự cân bằng và gia đình luôn luôn ở bên cạnh anh. Và có lẽ là chừng một buổi chiều dù bận rộn thế nào anh cũng trở về với gia đình, hay là anh đi nhậu nhạc. Thì thưa anh, là đối với tôi thì như từ hồi nãy tôi cũng có trình bày, khi mà tôi ra công ty thì tôi cũng phân công rất là rõ ràng, mà bà xã tôi cũng rất là ủng hộ tôi cái đó. Đó rằng là tôi lo việc công ty, bà thì lo việc của gia đình. Mà đặc biệt là tụi tôi rất là chăm chút trong cái việc là xây dựng cho hai đứa nhỏ. Mà quan điểm của tôi cũng rất là rõ ràng. Tôi nói với các con của tôi á, ba mẹ sẽ lo cho các con đầy đủ, cố gắng hết sức dù khó khăn để các con đi học, nếu các con học được. Còn nếu các con học mà đến một cái lúc nào đó các con không học được á, thì các con cũng vẫn có thể đóng góp để mà thứ nhất lo cho bản thân của mình, cái cuộc sống của mình tự lo cho mình, rồi mình cũng đóng góp được cho xã hội. Dù là một người công nhân, tôi cũng nói với các con tôi rất rõ ràng. Và tôi cũng có cái quan điểm rằng là buộc con tôi là phải học cho thật giỏi. Bởi vì tôi nghĩ rằng là trước hết mình tạo điều kiện để cho con mình học, mình sẽ tạo cho nó một cái nhận thức học để mà có một cái nền tảng, thì mình sẽ đóng góp được nhiều hơn, mình sẽ làm được cho bản thân được mình nhiều hơn. Nhưng mà cũng có nhiều đứa trẻ nhiều khi nó đâu có học được, nhưng mà đâu có phải là nói rằng là nó không học rồi sau này nó sẽ không làm được tốt. Mà tôi nghĩ rằng là vấn đề quan trọng nhất đó là tạo ra một nhân cách đúng trong xã hội, là một công dân tốt. Và như vậy là anh cũng không phải là nhất quyết là bắt buộc các cháu sẽ trở nên những nhà kinh doanh. Thực sự ra tôi cũng rất là kỳ vọng. Nói chung cha mẹ ai cũng kỳ vọng vào con hay cả. Nhưng mà tôi nghĩ là kỳ vọng nó phải mang cái tính hợp lý, chứ không phải là kỳ vọng để gây sức ép. Bởi vì tôi cũng hiểu được nhiều cái sự gây sức ép nhưng mà không có tác dụng tốt, mà thậm chí là tác dụng ngược nữa. Tôi với bà xã tôi cũng có quan niệm làm ra tiền để cho con xài tiền. Vâng. Mà anh có thường nói chuyện với con cái anh không ạ? Dạ, tôi thì thường xuyên. Vâng. Gần như rằng là những cái thời gian rảnh rỗi là tôi có thể rằng là nói chuyện. Thế anh là tôi là đang đọc một cái cuốn sách gọi là một cái phương tiếp cận cách mạng đối với sự thành đạt. Vâng. Đây là một cuốn sách của một cái nhà nghiên cứu về quản trị á, tại cái trường là ông giáo sư Adam Grant. Ông này dạy ở trường đại học Wharton Business School ở New York, là cái trường Wharton thì anh biết rồi, là một cái trường đào tạo kinh doanh lớn. Và ông ta viết cuốn sách The Give and Take, cho và lấy. Thì trong cuốn sách này nó dài như vậy, nhưng mà đại ý á, là ông chia ra là cái doanh nhân của anh có ba loại người. Cái loại người thứ nhất là loại người lấy, loại người này là lấy đi đó, là người này làm rất là cực lực, làm đó là mọi việc để làm sao để có thể tích lũy nhiều nhất từ người khác, tích lũy lấy cho mình nhiều nhất. Đây là loại người thứ nhất.
Là người thứ hai á, trong cái giới doanh nghiệp á, là cái người master là người chơi đẹp. Yeah. À, nghĩa là làm việc rất là công bằng, là để mà có một cái lợi tức là vừa phải nhưng mà không vi phạm những luật chơi. Yeah. Còn cái người thứ ba á, loại người thứ ba thì rất hiếm nhưng mà không phải là không có. Yeah. Đó là những người cho, nghĩa yeah. họ làm rất cực lực nhưng mà họ cho đi nhiều và không yeah. có mong ước lấy lại cái gì cả. Yeah. Thì á, đó là đây là cái phân tích và tác giả đã chứng minh rất là nhiều cái bài học cụ thể trong này. Yeah. Chứ không phải là nói có tính cách lý thuyết như vậy yeah. đâu. Thì là tôi nghĩ rằng là như vậy thì theo anh á, nếu mà anh trong ba cái loại người này yeah. anh đừng nghĩ ra loại vâng. vâng. thì anh chọn người nào nhất? Tôi nghĩ như thế này này. Càng cho được nhiều thì mình sẽ càng hạnh phúc. Tôi nghĩ như vậy. Bởi vì cuối cùng á, tôi cũng là một người theo Phật giáo. À, và tôi hiểu rằng á, là con người á, khi đi thì không có mang gì. Như vậy á, rõ ràng á, cuộc sống á, là mình phải tạo ra được giá trị. Cái giá trị ở chỗ là mình làm. Trước hết khi như tôi nói vậy, khi nhỏ thì mình phải làm được cho ít nhất là bản thân mình sống là mình phải tự làm được cho mình. Được như hơn nữa, khi mình đã nỗ lực thì mình phải làm cho gia đình của mình. Hơn nữa, mình làm cho những người xung quanh của mình. Ví dụ như là trong anh em, đồng nghiệp, công ty của mình. Và nhiều hơn nữa thì mình đóng góp với xã hội, với đất nước. Thì như vậy tôi nghĩ rằng là mỗi lúc thì cái sự đóng góp của mình nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà tuổi tác thì mỗi ngày nó lại một lớn hơn. Chính vì điều đó tôi nghĩ rằng là nếu cho được nhiều thì mình sẽ có càng nhiều hạnh phúc. Thì thực sự trên thế giới này cũng có nhiều cái tấm gương như vậy rồi. Yeah. Ví dụ những cái nhà tỷ phú như Bill Gates chẳng hạn. Yeah. Thì ông cho rất là nhiều, hay là ông Buffett, Warren Buffett, yeah. thì ông cho đi rất là nhiều. Yeah. À, thì đó cũng là cái loại mà ông này ông chứng minh trong cuốn sách này. Yeah. À, vâng, thì thế anh là ví dụ như là anh trước khi mà anh quyết định là tham gia cái chương trình này thì anh có hỏi ý kiến bà xã không ạ? Chưa không anh ạ. Tôi tham gia là thực sự ra những cái câu chuyện để nói chuyện với cộng đồng rộng hơn á, thì tôi cũng đã nhiều lần tôi đi nói chuyện. Đặc biệt là tôi nói chuyện với anh em sinh viên tôi đi. Sinh viên của Đại học Bách Khoa, vì tôi tham gia công tác xã hội với nhiều nơi. Và đặc biệt là với trường Đại học Bách Khoa thì tôi tham gia cũng cả 7-8 năm nay. Đặc biệt là tôi tham gia cái chương trình mùa hè xanh với sinh viên, là để tôi xây cầu với xây đường, đặc biệt là để thay cầu khỉ và thay những cái đường nông thôn. Mỗi năm tôi đều làm. Thì tôi thấy cái công việc nó có rất là ý nghĩa, đặc biệt là đối với sinh viên, là đối với sinh viên. Đương nhiên khi mà tôi làm được một cái cầu thì người dân ở tại khu vực đó người ta sẽ hưởng lợi được, nền đời sống kinh tế nó tốt hơn. Nhưng mà cái chính là bên cạnh tôi thấy rằng là rất ít lời đó là sinh viên người ta lại hội nhập được với cộng đồng, người ta hiểu được đất nước mình, người dân của mình đang còn nhiều rất cái khó khăn. Như vậy là các em phải ra học để mà sau này mình còn lo cho bản thân mình được, rồi mình phải đóng góp lại trở lại với xã hội. Nói chung là mình chưa làm được cái lớn thì làm Bill Gates thì mình làm cái nhỏ. Cái nhỏ. Tất cả những cái đó đều là giá trị. Vâng, xin cảm ơn anh. Kính thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên truyền hình FBNC với ông Nguyễn Thanh Trung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của công ty Tôn Đông Á. Trong câu chuyện của chúng tôi thì chúng tôi có thể nói là kể một câu chuyện về cuộc đời của một nhà doanh nghiệp từ lúc mà học trung học những mơ ước cho đến là hiện nay là một người thành đạt. Vâng, và cuối cùng câu chuyện vẫn là cho đi nhiều hơn là lấy. Vâng. Và chúng tôi xin được gặp lại quý vị trong những chương trình khác. Xin cảm ơn quý vị. Vâng, xin cảm ơn anh Trung. Cảm ơn anh Trung.